Chào mừng các bạn đến với buổi match play của eTennis Việt. Tiếp theo là trận đấu giữa hai tay vợt Lương Thái và Thưởng. Trong game đấu đầu tiên thì Thái là người ra bóng trước phía gần màn hình. Không 15, hai tình huống ra bóng không tốt của Thái. Tấn công bóng 2 rất tốt. 0-30 cho Thưởng. Hai tay vợt này cũng lạ nhau, chưa gặp nhau bao giờ. Lỗi 1. Thưởng tấn công ngay. Thái là một tay vợt mới chơi tennis được tầm 8 tháng. Tuy nhiên anh khá có năng khiếu và khả năng di chuyển khắp sân của anh rất tốt. Cứu bóng tốt, lốp bóng tốt. Lăm 30. Thái đúng là một hiện tại đang là một pusher đúng chính hiệu luôn. Bóng nào anh cũng bê qua được. Tuy nhiên càng đánh gần đây thì anh bắt đầu có những pha phản công. Những pha đoá bóng và cắt bóng của anh đã khó hơn và sâu hơn rồi. Nếu xem lại video những buổi đầu mới chơi của Lương Thái thì có thể nói là anh bê quả bóng và nâng quả bóng sang sân thôi. Thưởng đang đoạt rất tốt. Mất game rồi. Game đấu đầu tiên được thuộc về vận động viên Thưởng Đoàn. Bẻ break ngay game đấu ra bóng đầu tiên của đối thủ. Cắt bóng ra ngoài 15-0. Nói về các trường phái chơi tennis ở tennis phổ thông thì pusher là một dạng rất phổ biến. Đó là những người đỉa, dai và cú quả không quá sắc. Bất cứ bóng nào rồi đi về phía sân họ là họ kê, nâng và cắt đủ loại để trả về phía sân đối phương. Và nếu đối phương không có trình độ cao hơn hẳn hay là không tận dụng cơ hội tốt là sau vài ba đường bóng qua lại như vậy là cảm thấy nản và tự đánh ra ngoài, và càng đánh thì càng nản. Khi mà các vận động viên pusher này tiến bộ dần lên thì họ bắt đầu có những cái đòn thế tấn công, phản công sắc bén hơn thì người ta sẽ lên một tầm mới là counter puncher, tức là đánh bóng phản công.
Nhiều khi các bạn thấy những người chơi pusher động tác có vẻ không được tròn, không không được đẹp mắt. Tuy nhiên bạn cảm giác là dễ ăn, nhưng khi vào sân đối đầu với họ thì tương đối khó, rất khó để thắng được lối chơi đấy của họ. Vì họ đặc biệt bền và dai. Khi bạn muốn tấn công mà không có đủ các cú quả, như là không có đủ các đòn thế, thì rất khó để ăn điểm. Vừa rồi Thưởng đã để mất rơi ra bóng rất nhanh. Tiếp tục là những cái điểm thua liên tiếp. Có vẻ như là Thái đã tìm được cảm giác bóng hơn rồi. Phát bóng một rất tốt. Bóng ra ngoài rồi. Bóng một cực tốt, đi thẳng về góc chữ T. Một cú ace của Lương Thái. Anh vươn lên dẫn trước 2-1 rồi. Rất nhanh, mới có 6 phút 30 giây thôi. Khoảng đó 3 giờ đấu rồi. Lỗi một. Phát lại bóng hai. Trời rất nóng và không biết là vận động viên Thưởng có đảm bảo thể lực không, tại vì đối đầu với Thái bao giờ cũng là một trận đấu đua thể lực. Rất nhiều các tay vợt khác ở e-tennis Việt tuy có cú quả ở trình độ cao hơn Lương Thái một chút, nhưng mà khi gặp tay vợt này thì đều chảy ra chóc vẩy và nhiều khi nhận những trận thua rất cay đắng sau 2 set kéo dài hoặc là 3 set. Không còn thấy những tình huống đoa bóng chủ động như game đấu đầu tiên rồi. Vừa rồi là Thái muốn tấn công. Điều ngược lại so với từ đầu trận đấu đến giờ. Và Thưởng đã lốp bóng qua đầu, có một tình huống lốp bóng. Ăn điểm. Cắt bóng hơi ngắn. Thưởng bắt đầu phát bóng rất nhẹ rồi. Thái rất bình tĩnh là bỏ nhỏ ngay từ pha bóng 2. Bóng 1 không vào. Tiếp tục là bóng 2. Có thể thấy là bóng 2 của Thưởng chưa được tốt, rất nhẹ và Thái bắt đầu điều bóng rồi. Không quá khó nhưng anh điều về cái hai góc sân và ngắn dài cao thấp. Thưởng đang chạy rất vất vả. Bóng ra ngoài rồi, 30-40. Bóng một của Thưởng cũng không quá khó. Đi thẳng vào phía bên trái chính là tay thuận của Thái. Một pha trả bóng lại cũng rất đơn giản nhưng Thưởng đã đánh hỏng. 3-1 rất nhanh cho Lương Thái. Phát bóng một đang rất vào tay. Lương Thái đang phát bóng một rất tốt.
Có vẻ thế trận đã xuôi về phía Lương Thái rồi. Thưởng né né trái để đoa phải. Tuy nhiên với một cú giao bóng từ ô số 2 về ra mang như vừa rồi, nếu vận động viên đỡ bóng né trái đánh phải thì phần sân để lộ là rất lớn. Cú thuận tay đó mà không tốt thì cả một khoảng sân mênh mông cho đối thủ khai thác. Mười lăm ba. Ra ngoài rồi. 30 đều. Trận đấu mới diễn ra được tầm 12 phút. Và thế trận đang nghiêng nhiều về phía Lương Thái. Anh đang dẫn điểm rất sâu. 3-1, 40-30. Set point cho Thái. Có vẻ thưởng đang gặp vấn đề thực sự trước những pha đánh bóng tưởng chừng vô hại của Lương Thái. Cắt bóng rất ngắn, lôi thưởng lên rồi. Sau đó là một quả lốp, thưởng chỉ có thể gõ bóng. Thái lên bỏ nhỏ ở tình huống tiếp theo. Rất mệt mỏi cho thưởng. 4-1 rồi. Anh phải di chuyển rất nhiều. Có vẻ thưởng đang gặp khó khăn trong việc phán đoán những pha đánh bóng của Thái. Lương Thái đang thay đổi liên tục. Quả cắt, quả lốp, quả đẩy, quả đoa, quả dài, quả ngắn, quả cao, quả thấp. Đúng là với những vận động viên phong trào trình chưa được cao, tầm 6-50 viên Việt Tennis hay là 2.5 viên Tennis thì gặp đối thủ như Lương Thái là rất vấn đề. Lên lưới, bỏ hơi dài. Điểm đầu tiên cho set 2 dành cho thưởng. Mười lăm không. Thái đang chơi rất điềm đạm, bình tĩnh. Một vận động viên sinh năm 98, rất trẻ. Tục là một tình huống đánh bóng lỗi của Thưởng. Đúng là có chút chán nản rồi. Đang không biết dùng đòn gì để đánh lại Thái rồi. Thưởng bắt đầu thử những cú cắt bóng, tuy nhiên vẫn chưa đem lại hiệu quả.
pha cắt bóng bất ngờ của Thái và Thường đã mất break rồi. Thấy trận có vẻ rất thuận lợi cho Thái. Set 2. Như vậy thì mọi người có thể đang thắc mắc là làm như thế nào để thắng được một đối thủ chơi theo trường phái pusher. Thì thường là có hai cách. Một là chơi bền lại với người ta, mình không nôn nóng nữa. Tại vì thực ra về thực chất thì trình độ nó cũng không chênh lệch nhau. Nếu mình đánh bền bóng thì đối phương bắt đầu phải nghĩ ra là mình phải đánh khó hơn, và việc đánh khó hơn thì sẽ khiến cho những pusher đấy bắt đầu có những lỗi, bắt đầu mắc lỗi tự đánh học. Cách thứ hai thì đòi hỏi phải có trình độ cao hơn đối thủ một chút, đó là dùng những cái đòn ác hơn, đoa tốt hơn về hai góc, sau đó cũng đánh bóng kèm theo những quả cắt ngắn rồi bỏ nhỏ để kéo pusher lên lưới, sau đó dứt điểm. Dù là cách nào đi nữa thì hiện tại thì theo thế trận trên sân thì Thưởng đang thực sự là gặp khó, không đánh bền và cũng không đánh gắt được. Như vậy là rất khó khi mà đối đầu với Thái. Duy nhất ở game đấu đầu tiên ở set 1, khi mà Thái phát bóng chưa được tốt, và khi mà còn lạ bóng nhau thì Thường đã rất quyết đoán là về hai góc khiến cho Thái bối rối. Đó chính là một cách, nhưng mà việc duy trì những pha bóng tấn công như vậy thì không phải là một điều đơn giản đối với những vận động viên phong trào phổ thông như mình. Cần có nhiều giờ bay hơn, giờ luyện tập hơn. Có thể thấy là Thưởng đã quên rồi và cũng không áp dụng được cách đấy. Bóng hai của Thái như Thường cũng đánh nhẹ rồi, bế tắc rồi. Hai không rồi cho set 2. Thường cầm ra bóng 0-2. Một pha phát bóng tốt của Thường. Đó, như vừa rồi là một trong những đòn thế có thể giúp chúng ta ghi điểm trước những pusher. Xong rồi từ ra bóng từ ô thứ nhất và ra bóng ra mang. Sau đó là một đón quả bóng để dứt điểm vào phần sân chấm. Đòn 1-2 như vậy cũng là một cách, không nên kéo dài qua lại nhiều đối với những pusher, hay là trình cao hơn của pusher là counter puncher, chơi bóng phản công. Và đá bóng của Thái có thể mọi người có thể nhìn thấy là bóng không nhiều lực đâu. Tuy nhiên anh có quả nâng quả nhẹ, quả thỉnh thoảng có quả cắt vẫn chạy được. Thường đã thử lên lưới trong tình huống vừa rồi, tuy nhiên là pha smart là với và để lộ phần sân trống để cho Thái dứt điểm về. Thank you.
giữ được game giao bóng của mình rồi. Tỷ số là 2-1 cho Lương Thái. Tuy nhiên trong giờ đấu vừa rồi Thái đánh bóng hỏng hơi nhiều. Giờ đấu tiếp theo, giờ game đấu thứ tư. Thường cần đòi lại break sớm nếu muốn có cơ hội gì đó ở trận đấu này. 2-1 cho Thái. Vẫn tiếp tục là những pha phóng một rất tốt. Vừa rồi là do Thái là một tay vợt trái tay, thuận tay trái, nên là khi mà phát bóng tốt mà thường trả được về phía trái tay thì Thái đã không ép được. Thường thì nếu nhanh chênh hơn thì ngay từ hướng bóng đó Thái đã có thể né ra và dùng một cú inside in hay inside out là ép đối phương. Không 15, Thưởng đang tìm cơ hội. Vẫn rào bóng rất tốt. Tiếp tục ép sân. Lốp bóng ra ngoài. Pha giả bóng và ép bóng tốt của Thưởng. Anh đang dồn sức cho game đấu này. 0-30. Lỗi rồi. Bóng 2, Thưởng tấn công xem nào. Tấn công không được tốt. Bắt đầu đánh bóng phòng qua lại rồi. Điểm số quan trọng. Vừa rồi Thưởng đã không dùng trái hai tay mà dùng một cú cắt. 15-30 cho Thái. Khá đáng tiếc. Vẫn là cơ hội khá rõ ràng cho Thưởng. Một điểm nữa thôi là anh có 3 break đó. Đó. Như vậy là 3 break point cho Thưởng. Cơ hội để quân mình tỷ số set 2 dành cho Thưởng. Anh có trước được cơ hội không? Phát bóng một rất tốt. Nhưng trọng tài bắt bóng ngoài. Bóng một của Thái có lực hơn bóng hai rất nhiều. Tuy nhiên tình huống vừa rồi bóng hai khá còng về phía trái tay của Thưởng. Anh lại tiếp tục rón rén sử dụng một cú trái tay. Thấy là bộ chân của Lương Thái quá nhanh. Tình huống rồi Thưởng áp sát cũng tốt, tuy nhiên là lúc bóng của Lương Thái là hoàn hảo. Cứu bóng và lúc bóng. Cảm giác rất tốt. Bóng một Thưởng loa về phía lọc dây nhưng đó chính là phía thuận tay của Lương Thái và anh bị phản công lại ngay. Mất giờ rồi. 1-3. Không đòi được break. Dù đã có cho mình 3 break point. Game đấu
quyết định liệu thưởng có giữ được bên giao bóng của mình không. Nản rồi, những pha đánh bóng vừa thiếu lực vừa thiếu ý tưởng của Thường, khi mà thể lực và tâm lý đều đi xuống thì đó là lúc những vận động viên đối đầu với pusher, đối đầu với các pusher tự đánh học, tự bỏ cuộc. Lăm 40, 3 match point cho Thái rồi, quá nhiều cơ hội, quả khá là bất ngờ, tại vì trước khi hai tay vợt đánh với nhau thì nhận định của chúng tôi là kèo cân. Tất nhiên là chúng tôi hiểu rõ lối đánh của Thái là rất bền bỉ và khó chịu rồi. Tuy nhiên là không nghĩ thế trận lại một chiều, diễn ra một chiều như này. Đó, vừa rồi là một pha có thể dứt điểm, tuy nhiên thưởng là không còn nhiều ý chí phấn đấu nữa rồi. Vàng cơ hội để giành chiến thắng game đấu này, vẫn là một match point cho Thái. Thái trả không đơn giản về phía sân của Thường mà thưa các bạn, vừa rồi mình đã nhầm tỷ số, vẫn chưa có game thắng cho Thường. Vậy là trận đấu đã kết thúc 4-1, 4-1 cho Lương Thái. Có lẽ là sau trận đấu này Thưởng cần xem lại chiến thuật khi đối đầu với một pusher chính hiệu đi đòn như Lương Thái.